Chào quý cô chú anh chị, hôm nay túi da nhà Cần Thơ em sale túi chéo để em về hàng mới. Em rất là nhiều hàng mới vừa về nha quý cô chú anh chị ha, túi nam túi nữ rất là nhiều. Hôm nay em sale đồng giá túi nữ với giá là 290 ngàn, phí ship lần sau là 30 ngàn, không nhận đổi trả nha quý cô chú anh chị. Mình chốt chắc giùm em và mình hàng sẽ không lỗi, bên em đảm bảo độ mới 80%. Bán hàng si cho nên những cái bao bắp thời gian mình không thể nào tránh khỏi nha quý cô chú anh chị. Hôm nay có túi chéo, có xách tay, có những cái túi công sở, dạng du lịch cũng có luôn. Bên em sẽ đo trực tiếp chiều ngang, chiều rộng. Quý cô chú anh chị mình thấy thích ok thì chốt ha, mình chuyển khoản trước thì bên em cảm ơn. Và mình sẽ là phí ship lần sau toàn bộ là 30 ngàn. Em nói vài cái thôi rồi sau đó có một bạn nhân viên sẽ giới thiệu sản phẩm cho quý cô chú anh chị. Do hàng sale cho nên em không có, em chỉ đảm bảo là không lỗi thôi, cho nên không có quay kỹ cái phần bên trong. Chủ yếu túi là sẽ là không lỗi, độ mới 80%, bên trong chủ yếu là da hoặc là vải nha. Thường thì túi thôi, bên hãng người ta sẽ làm như thế nào thì bên em về như thế và em chỉ bán như thế thôi chứ không có thay đổi gì đâu, yên tâm. Hàng không lỗi, cứ lỗi thì quý cô chú anh chị cứ báo. Một cái túi đầu tiên là một cái đeo chéo da thật toàn bộ luôn, mình có thể tăng đưa độ dài giùm em ha. Khoan khóa của nó màu trắng, chất da bên ngoài là dạng giống như da mộc vậy đó, rất là dày dặn luôn nha. Rồi bạn đo giùm em kích thước ngang và rộng để quý cô chú anh chị mình có thể dễ nè. Dài 20, rộng 10, 18, mã 7855, 290. Toàn bộ túi ngày hôm nay là giá 290 ngàn, phí ship lần sau là 30. Với kích thước là ngang 20 như vậy mình đựng vừa điện thoại nha quý cô chú anh chị ha. Một cái chiếc da dây có thể tăng đưa độ dài được và chủ yếu là mình đeo chéo đơn giản nhẹ nhàng, đựng vừa điện thoại tất cả các ví tiền dài giùm em luôn. Rồi bên trong cái chiếc này sẽ là lót và lót vải nha, mẫu của nó là phơn dáng vuông. Chất da của nó là nó hơi nhăn ở bên ngoài nhưng mà do là quá trình vận chuyển thôi. Tuy nhiên thì đối với da thật thì nó có độ đàn hồi, qua khoảng thời gian mình sử dụng thì cái phần nhăn này nó sẽ giảm bớt nha. Có bao bắp thời gian giùm em. Dài 24, rộng 18, mã 7064, 290. Chiếc này thì mình làm dạng công sở hoặc là mình xách đi du lịch nửa ngày giùm em cũng được. Với kích thước như thế này thì ngang tầm khoảng gần 30 nha quý cô chú anh chị ha. Cái này em khỏi cần đo đi tại vì cái mẫu nó là dạng công sở, cái này thì không vừa cái giáo trình gì đâu. Mình không vừa A4 luôn đâu. Mình chỉ là dạng đi công sở đựng được khá là nhiều đồ. Khoan khóa của nó màu trắng nha. Da của nó là da thật toàn bộ hết. Ở phía hai bên hông á nó sẽ có những cái túi phụ cho mình. Ngăn chính thì có khóa kéo nha các chị. Ở ngoài nó có thêm một cái ngăn khóa kéo bên ngoài nữa. Khoen khóa thì nó không có bị oxy hóa gì đâu. Ngăn chính rất là dễ, nó không bị rớt đồ tại vì nó có dây kéo kèm theo cho mình đó. Rồi lên mã giùm em 290 thôi nè. Mã 7604, 290. Da thật toàn bộ hết nha. Còn một cái dạng du lịch bạn mình vừa cầm đó là da phối với chất vải, ở phía trên là vải, thương hiệu của nó là Chloé Jewelry, thương hiệu đến từ London nha các chị ha. Khoen khóa của nó sẽ là màu trắng. Mẫu này mình làm dạng đi du lịch trong ngày giùm em, ở phía dưới là phần da mộc, phía trên là vải, phần ngăn chính có khóa kéo không bị rớt đồ gì đâu. Rồi mình 290 ngàn thôi, lên mã giùm em nha, không lỗi nha các chị. Mã 7530, 290. Những cái túi chém nhỏ nhỏ em mới đo để coi vừa điện thoại không, còn những cái dạng mà xách tay như thế này thì khỏi cần phải đo để không rườm rà nha các chị ha. Cái mẫu này thì nó có hai cái chế độ, một là mình có thể xách tay, hai là mình đeo vai và cả cái việc là mình đeo chéo được luôn á. Dây của nó là dây vải giùm em. Cái phần phía trước túi nó có cái họa tiết rất là xinh, toàn bộ là da thật hết giùm em luôn. Dây là dây, nếu em thấy không lầm á, là dây tặng kèm á quý cô chú anh chị, không phải dây riêng của túi đâu. Cái này là chắc chắn vừa điện thoại với tiền dài rồi. Dài 25, rộng 25, mã 7859, 290. Chút nữa em đi tới cho thấy cái túi không cái nha. Rồi ok. Đó, chất da thật toàn bộ giùm em, độ mới vẫn đảm bảo 80% nha các chị ha. Rồi. Em cứ để đại xuống dưới đi. Rồi. Một cái chiếc màu xanh rêu. Khoan khóa của nó màu vàng. Chiếc này thì mình chỉ đeo dạng kẹp nách như thế này thôi. Cái mẫu ở phía trên nó mẫu dạng giống như là mẫu phơm hến, mẫu cớp công sở nha. Phía ngoài nó có thêm một ngăn nữa và nó sẽ là khắc trên cái phần nắp, cho nên mình thấy cái họa tiết giống như hệt như là phần khắc họa tiết hoàng gia vậy đó các chị ha. Bên trong ngăn chính thì không biết có khóa kéo không, để họ mở ra cho mình xem. Hồi em chỉ đo cái túi chéo nhỏ nhỏ thì như này.
mấy cái bự bự vậy khỏi đâu. Ngăn chính thì nó không có khóa kéo nha các chị, nó chỉ có một cái khóa kéo nhỏ bên trong thôi. Hàng có thương hiệu đến từ Nhật và mình sử dụng một cái nút vít 500 để mình gài cái nắp lại như thế này, mà đảm bảo là nắp dạng về thì nó sẽ không có bị rớt đồ đâu. Phen khóa nó vẫn còn màu vàng ươm cho mình luôn, chất da rất là chất, mặc dù nó có cái độ gọi là độ va vấp thời gian, tuy nhiên nó có một cái tí xíu những cái phần đòn mồi phía trên chất da nha các chị ha. Rồi lên mã giùm em 290 thôi nè. Mã 9975 290. Những cái chéo nào mà nhỏ nhỏ mình cảm thấy không có vừa điện thoại thì em mới đo thôi. Còn lại thì những cái này chẳng hạn như cái túi này là nó sẽ vừa điện thoại, tất cả các ví tiền dài đều ok hết nè. Khoen khóa thì nó giống như là đúng chất hàng si luôn đó, nó đã bị oxy hóa một tí xíu rồi trên cái phần khoen. Tuy nhiên cái chất da của nó là da giống như da mộc, độ mới vẫn đảm bảo 80%. Mình có sử dụng một cái nắp để mình gài lại, ngăn chính có khóa kéo không bị mất đồ. Phơn của nó là dạng phơn chữ nhật rất là dễ xài. Cái nắp của túi là dạng da mộc luôn nha các chị ha, nguyên một cái miếng da như thế này luôn. Rồi mình có thể đeo vai, đeo chéo tùy chỉnh cho mình nha, đi xe máy được cũng rất tiện. Rồi lên mã giùm em 290.000, phí ship gần xa đồng giá là 30. Mã 6726 290. Rồi mẫu này thì em không có kèm dây đeo chéo đâu, nó chỉ là dạng xách tay như thế này thôi. Cái chất của nó là da thật trần trám, độ mới khá là cao. Form của nó là form công sở dạng mini, đo dùm chỉ kích thước thôi, vừa điện thoại không. Thường những cái túi mà ngang của nó tầm khoảng 20 là vừa điện thoại nha các chị ha, còn dưới 20 thì sẽ là không vừa đâu. Dài 19 rộng 15, mã 9955. Chiếc này thì điện thoại nhỏ nhỏ là mình vừa nha các chị ha, còn điện thoại mà cỡ to mà mình có cái ốp lưng thì chắc sẽ không vừa, nhỏ nhỏ thì ok. Cái này thì khoen của nó màu vàng dùm em, cái mẫu phơm rất là đẹp luôn nha các chị. Trần trám hiện tại là đang nổi luôn á. Cái mẫu này hiện tại em đang bán tại shop tới 500 mấy luôn đó, hôm nay em sale 290 nha. Rồi, lên mã dùm em. Mã 9955 290. Rồi bạn nhân viên sẽ giới thiệu sản phẩm cho mình nha các chị ha. Mẫu này là mẫu cối nha các chị. Dạ em lên tiếp cho mình một mẫu túi đeo chéo cối. Nó sẽ đi cối toàn bộ phần túi giùm em nha. Dây của nó là dây da, rất là đẹp. Mẫu này form của nó là mẫu của nó là sẽ là hình tròn. Đường kính này là khoảng 20cm vừa, tất cả điện thoại với tiền dài nha các chị ha. Bên trong của nó lót là lót vải giùm em nè. Dây của nó là phiên bản da mộc giùm em luôn. Cái này mình phối với những cái đầm maxi đi biển là quá chất luôn. Rồi mình sẽ lên mã giùm em, tất cả đều phí tiền điện thoại được vừa hết luôn á. Mã 7561 290. Chủ yếu ngày hôm nay em sẽ lên đeo chéo là nhiều, một vài cái công sở và du lịch dành cho các chị thôi. Toàn bộ bên em là da thật hết giùm em luôn, da bò thật nha các chị ha. Một cái mẫu đeo chéo form chữ nhật, cái này là màu không phải màu đen đâu, đó là màu xanh đen dạng xanh than. Khoen khóa của nó màu vàng, dây mình có thể tăng lưu độ dài được ha. Một là đeo chéo, đeo vai gì đó tùy chỉnh, chất da của nó độ mới vẫn đảm bảo 80%. Trên cái mặt trước nó sẽ có những cái họa tiết, ngăn chính có khóa kéo vẫn không rớt điện thoại hay gì đâu nha các chị nha. Nó chỉ có một cái ngăn chính bên ngoài vậy thôi. Mẫu rất là đơn giản nhẹ nhàng, mình đi xe máy đi vô tư. Rồi lên mã giùm em. Mã 9981 290. Đồng giá 290.000, cái chiếc lượng sẽ là 30 nha. Cái này là không phải da thiệt nha, cái bạn đang cầm đó là chất da PU. Da nó có pha, mẫu của nó là dạng foam hộp, dây mình có thể tăng đưa độ dài được giùm em. Mẫu này thì nó phù hợp cho các chị mình hay dạng đựng mỹ phẩm nè, đựng đồ tủ thuốc gì đó, đi đâu đi chơi cà phê cà pháo mình đem theo thì mẫu phơm hộp thôi chứ không phải là da thiệt nha. Mẫu này hôm nay em sale 200 thôi nha các chị nha. Bên trong nó chỉ có một ngăn chính duy nhất thôi, đựng vừa tất cả điện thoại với tiền dài luôn. Rồi đừng là khỏi gỡ, lên mã giùm em đi. Mã 6752 200. 200.000, 6752 giùm em. Rồi em có một cái xách tay, có một cái đeo vai, chứ cái này đeo vai đeo chéo đều được nha. Đeo chéo thì nó hơi ngắn nha các chị ha, nhưng mà bạn mình cũng đeo vô tư, mình chạy xe máy hay gì đó mình đeo chéo ok. Dây của nó là da phối với kim loại màu vàng giùm em. Form của nó cũng khá mini, tuy nhiên vừa tất cả điện thoại. Đây là túi có hàng thương hiệu nha các chị ha. Da bên ngoài nó đã có va vấp thời gian rồi, tuy nhiên cái màu của nó rất là chất và da vẫn còn rất là mới. Bên trong thì mình sử dụng một cái nút khích 500 để mình có một cái nắp mình gài lại. Còn chị có cái ngăn chính có khóa kéo không?
Ngăn chính không có khóa kéo, tuy nhiên thì có một ngăn nhỏ có khóa kéo bên trong, hàng thương hiệu nha các chị, chất da và kiểu dáng cực kỳ sang luôn. Ở dưới đáy của nó sẽ là cứng phom. À, chiếc này em sale giá lỗ là 290.000, lên mã giùm em nè. Mã 9982 290. Rồi. À, em có một cái xách tay. Mẫu này thì hiện tại là không có chỗ mắc dây đeo chéo gì đâu, chỉ xách tay hoặc là mình đeo một bên vai như thế này thôi, đeo đeo tay như thế này thôi ha các chị ha. À, khoen khóa của nó phần đẹp nhất của túi, thứ nhất là cái màu đỏ, thứ hai nữa là cái phần khoen rất mới nha các chị, màu vàng đồng. À, ngăn chính thì không có khóa kéo, tuy nhiên nó sử dụng cái nắp để nó đậy lại thì mình không sợ rớt đồ. Bên ngoài không có ngăn gì đâu, chỉ dạng vậy thôi. À, đựng vừa tất cả điện thoại ví tiền. Cái mẫu này phơm ngang tầm khoảng gần 25 cm đó. À, bên trong lót vải giùm em, rồi lên mã mẫu phơm hộp đó. Mã 6763 290. Phí ship gần xa 30.000 giùm em. Em không nhận đổi trả nha, mình chốt chắc giùm em hết các chị nha. À, hàng này á, thì cái thương hiệu lần đầu tiên em cầm cái túi chéo Nina Ricci phiên bản da. Thường là mình sẽ thấy phiên bản là phiên bản vải ha. À, mình có thể đeo vai, đeo chéo, dây của nó là dây da luôn. Mình thấy những cái thương hiệu nổi tiếng ví dụ Nina Ricci của Pháp á, mình thấy cái logo của nó có chữ N á, Nina Ricci. Mẫu nó làm dạng nữ tính cho nên mình có một cái nơ đi kèm ha, da thật toàn bộ luôn. À, và cái phiên bản Nina Ricci này là da thật là rất là hiếm nha các chị ha. Bên trong lót là lót vải giùm em, không biết lót vải hay da coi chị. Bên trong lót da luôn, rất là vip nha các chị, bên trong lót da, tuy nhiên ngăn chính thì không có khóa kéo. Rồi, Nina Ricci là thương hiệu rất là lớn nha các chị. Thường là mình bán một cái chiếc túi, em bán chiếc túi này hình như nhớ không lầm là khoảng 5-700 gì đó. Hôm nay em sale giá lỗ là 290, phí ship gần xa 30.000 giùm em, lên mã giùm em Nina Ricci nè. Mã 6862 290. Rồi, em có một cái đeo chéo. Đeo chéo này màu của nó là màu trắng kem. Đây là thương hiệu Mastercard, thương hiệu của Mỹ nha các chị ha. Nó chất da của nó cực kỳ chất luôn. Và mình nhìn giùm em cái phần khoen đẹp nhất của cái chiếc túi này là cái phần khoen đồng đúc giùm em luôn ha. Đồng đúc này nó không phải giống như đồng mà sáng đâu, nó là dạng đồng mờ, tuy nhiên là nó rất là nặng. Và mình cầm trên tay chiếc túi cực chất luôn. Mẫu phơm chữ nhật, ở phía dưới nó có những cái chấu bằng kim loại luôn nha các chị ha. Bộ nhận dạng thương hiệu của nó sẽ dập trên tất cả những cái phần khoen khóa của nó luôn nè. Dây kim loại phối với da mà trắng kem, ngăn chính có khóa kéo luôn. Tất cả những cái phần kim loại của nó đều là màu vàng ươm hết giùm em ha, độ mới cao. Bên trong lót và lót vải giùm em. Tất cả những cái khóa kéo nó sẽ có cái phần chêm đi kèm là phần chêm da để chất da luôn á các chị nha. Mình về mình có thể thắt bính hoặc thắt nơ gì đó tùy ý. Lên mã giùm em 290.000. Mã 7846 290. Thương hiệu của Mỹ nha các chị ha. Một cái xách tay đi công sở nè. Phiên bản này thì không có cái dây đeo chéo đâu, chỉ là dạng xách tay như thế này thôi. Da thật toàn bộ giùm em, mẫu của nó là mẫu phơm hến. Chất da của nó có thêm một cái phần ánh nhũ ở bên ngoài, mình nhìn thấy độ mới khá là cao. Ngăn chính có khóa kéo, bên trong lót vải giùm em nha. Ở phía dưới nó có 4 chấu cực chất luôn, bằng kim loại luôn nha các chị. 290.000 lên mã giùm em. Mã 7897 290. Hôm nay tiếng nó không có được trong trẻo nha các chị. Nghe giùm em. Rồi, một cái túi đeo chéo chắc chắn là vừa điện thoại giùm em nè. Phiên bản này thì da thật toàn bộ, mẫu phân chữ nhật. Dây mình sẽ là đeo chéo, đeo vai, tùy chỉnh tăng đưa độ dài được nè. Khoen khóa màu vàng giùm em. Nó chỉ có một ngăn chính có khóa kéo. Phơm rất là tiện xài, mình đi đâu mình quải rất là nhẹ nhàng, đơn giản, cà phê, cà pháo gì đó ha. Da của nó là dạng da thật sức, quan tâm giùm em luôn. Giá 290.000, lên mã giùm em. Mã 8706 290. Cho các chị một chiếc mà nó đeo vai, hoặc là mình có thể xách tay giùm em dạng xách tay dài ha, kim loại, dây là dây kim loại phối với tí xíu da. Phần nắp của nó sẽ là phiên bản hai nắp nha các chị. Tất cả những cái viền của nó là viền kim loại hết giùm em luôn. Hai nắp đều sử dụng riêng biệt giùm em nha, bên trong lót và lót vải. Rồi, da của nó thì nói chung là cũng còn khá là mới, góc cạnh khá ok. Phần dây của nó là màu trắng tinh tươm và chưa hề bị oxy hóa gì luôn á. Phiên bản này thì bên ngoài nó sẽ có một cái ngăn kéo cho mình luôn nè. Rồi, 290.000, lên mã giùm em. Mã 7583 290.
chắc là em chỉ sale phiên bản giới hạn thôi chứ không có sale nhiều đâu, chắc tầm khoảng 20-30 phút là em kết thúc, cho nên hứa hẹn chắc cuối tuần em sẽ sale tiếp nha. Một cái đeo vai đeo chéo ngắn giùm em, tăng đưa độ dài được phần dây, khoen khóa của nó màu trắng, chất da thật ha, nó có đính thêm những cái, nó có làm những cái họa tiết viền kim loại giùm em. Ngăn chính có khóa kéo và có hai cái ngăn phụ hai bên không khóa kéo. Mình sẽ là chất da thật toàn bộ. Phiên bản này thì vừa tất cả điện thoại và ví tiền dài luôn nha các chị ha. Rồi lên mã giùm em 290.000. Mã 8632 290. Rồi đây là một cái chiếc túi em mới vừa về, mẫu phơm hến nha các chị, phơm nhỏ gọn rất là xinh và màu đỏ này nói chung là khá là hiếm, độ mới cao. Nó là da thật chập vân kỳ nhông giùm em, khoen khóa của nó sẽ là màu vàng đồng, phía ngoài nó có một ngăn nhỏ li ti thôi và nó còn táp luôn, kể như là các chị mình mua mình như là xài mới nha. Phần nắp của nó không, phần dây kéo của nó sẽ mở rộng ra toàn bộ túi luôn nha các chị, hai hệ thống khóa kéo luôn nè. Tuy nhiên thì nó sẽ không có cái chỗ để mình mắc dây đeo chéo đâu, mình chỉ cần xách thông qua dây đâu như thế này thôi. Hiện tại thì cái phần da mà nó giặt họa tiết vân kỳ nhông hoặc là họa tiết hoặc là da kỳ nhông hiện tại là đang rất là đắt đỏ nha. Những cái chiếc túi này khá là hiếm, hôm nay em sale giá là 290, lên mã giùm em. Mã 0023 290. Chắc chắn là túi này vừa điện thoại và ví tiền dài rồi, mình có thể đi tiệm vô tư nha, cái mã rất là mới. Em có một cái chiếc màu hồng, nó sẽ khá là nhiều ngăn đựng cả thế giới giùm em luôn. Chiếc này thì vừa những cái điện thoại mỏng mỏng, hàng của MCM thương hiệu. Mình sẽ thấy là tại sao một chiếc túi màu hồng mà có cái dây đeo chéo màu đỏ, nhưng thật ra đây là dây zin của túi nha các chị ha. Mình sẽ thấy nó có một cái charm đi kèm màu đỏ luôn. Phiên bản là một là mình xách tay, hai là đeo chéo đeo vai. Nếu mà các chị không thích cái dây đeo chéo, mình có thể mở ra mình làm phiên bản xách tay mini như thế này là đi công sở lần sang. Bên trong nó chia thành ngăn riêng biệt khá là nhiều ngăn, hàng MCM đắt đỏ ha các chị ha. Chiếc này thì hôm nay gọi lần đầu tiên em sale với giá là 290, da thật toàn bộ giùm em. Rồi lên mã giùm chị. Mã 7343 290. Rồi một chiếc da thật dập vân cá sấu, nó sẽ đi kèm theo một cái charm của túi. Túi này thì phiên bản đơn giản nhẹ nhàng, mình xách đi đâu đi tiệc ok thôi, nó không có chỗ mắc dây đeo chéo đâu. Và hiện tại dây này kể như còn táp luôn, túi này còn táp nha các chị. Da bò dập vân cá sấu, ở phía dưới cứng phơm 4 chấu riêng biệt rất là đẹp luôn, màu vàng ươm. Phiên bản dây là xách tay dây đôi, ngăn chính có khóa kéo cho nên mình sẽ không có sợ bị rớt đồ hay gì đâu. Đựng vừa tất cả điện thoại ví tiền, bên trong lót và lót vải giùm em, độ mới khá cao, nên mã giùm mình. Mã 7893 290. Phí ship lần sau là 30.000, em không nhận đổi trả nha, chốt chắc giùm em. Và em không giữ đơn nha các chị, thường những cái hàng sale em sẽ không nhận giữ đơn. Rồi một cái chiếc thương hiệu Remoy, chiếc này thì túi dạng đi công sở khá là ok nè, mình đeo một bên vai là sang. Cái túi này đeo chéo thì hơi ngắn cho nên mình chỉ đeo vai thôi nha các chị ha. Nó sử dụng một cái nút khích 500 để làm kiểu, nhưng mà thật ra ngăn chính có khóa kéo, không bị sợ rớt đồ gì đâu. Ở phía dưới đáy của nó sẽ là cứng foam, lót và lót vải giùm em nè, chia thành 3 ngăn riêng biệt. Rồi da rất là chất, độ mới trên 85%. Rồi lên mã giùm em nè. Mã 7847 290. Cái giá 290 này là lâu lâu em mới lên giá này thôi nha các chị, thường giá bán tại shop khoảng 4-500 không đó. Tại hôm nay kho em nhiều quá và em chuẩn bị nhập hàng mới cho nên em mới sale giá thấp như thế này thôi, các chị canh giá thấp mà cứ chốt giùm em ha. Một cái chiếc túi đi ra đường là không có ai giống mình luôn, rất là độc lạ nha các chị nha. Một là phiên bản xách tay dây đôi, hai là mình có dây đeo chéo, da phối với kim loại, phần kim loại nó đã phủ một lớp chống oxy hóa màu đen rồi, mình không có sợ bị oxy hóa nữa đâu. Kèm theo một cái charm dây tép da, và mặt trước của túi nó có cái phần đặc trưng á, là nó sẽ làm toàn bộ cái phần giống như là cái phần móc in, bắt móc sắt á, nó sẽ móc vô trong phần da luôn á chị ha. Ngăn chính có khóa kéo và nếu mình nhìn á, thì mình sẽ thấy cái túi này nó giống y hệt như một cái chiếc hồ lô vậy đó. Đựng vừa tất cả điện thoại ví tiền dài, cái phần tình to ở phía dưới khá là to, mình đựng cũng khá là nhiều đồ nè. Chiếc này độc lạ nha, chỉ có một thôi nha các chị ha. Rồi 290.000 lên mã giùm em. Mã 7226 290.
Rồi em có một chiếc mà đơn giản nhẹ nhàng, màu là màu xám ghi, trắng xám á. À, mẫu này là da bò dập vân và biểu. À, nắp của nó là dạng mẫu nắp tùy thư. À, quai thì mình có thể sử dụng, một là đang là dây đơn nè, mình sẽ là đeo vai, còn nếu không thì mình mắc lại dây đôi. Những cái chiếc túi mà dạng mắc dây đôi như thế này thì mình đeo kẹp nách giùm em được nha các chị ha. Đang là dây đơn. À, khoen khóa của nó màu vàng, bên trong lót là lót vải giùm em. À, bên ngoài thì không có ngăn nữa đâu, mình chỉ có một ngăn chính sử dụng nút kích 500, nó có một cái ngăn nhỏ xíu ở bên trong để mình có thể đựng cái gì đó mà gọi là tiền bạc ngọc trai gì đó vàng bạc đá quý thì mình để bên trong giùm em nha. Rồi lên cái mã này 290.000 giùm em nè, mã 9967290. Rồi em có một cái chiếc màu sô cô la. À, dây của nó sẽ là da phối với kim loại màu vàng óng ánh luôn ha, phần kim loại chưa hề bị oxy hóa nha các chị ha. À, phần này thì đối với cái chiếc túi này mình có thể tách ra làm đôi để mình làm hai túi riêng biệt, khỏi tách hay không. À, mình có thể tách ra làm đôi được nha các chị, mình sử dụng dạng một cái túi chéo, một cái clip cũng được luôn. À, còn không mình cứ là sử dụng hai ngăn riêng biệt như là một túi. À, rồi chiếc này hôm nay em sale mua một được hai ha, sale 290 luôn. Rồi lên mã giùm mình. Đựng được tất cả với tiền dài và điện thoại luôn. Mã 7345290. Cái này là giống như mình mua một được hai luôn á các chị. Em có một cái sắp tay dây đôi phiên bản da thật, và nó sẽ là mẫu vuông vuông. À, đựng vừa tất cả ví tiền điện thoại, tuy nhiên thì không có chỗ mắc dây đeo chéo. Cái này kẹp nách cũng khá là bất ổn, là mình chỉ xách thôi ha. À, ngăn chính thì không có khóa kéo đúng không em, không có khóa kéo đúng không, sử dụng một cái nút hít 500 để mình hít lại thôi. À, tuy nhiên là mình cầm như thế này thì chắc là không bị rớt đâu, ở phía dưới nó cứng phơm, góc cạnh khá ok, độ mới vẫn đảm bảo 80%, phần khoen khóa còn khá tốt nha các chị. Lên mã giùm em nè, mã 9970290. À, em có một cái đeo chéo da bò thật. À, nó có phối phần nắp là da kỳ nhông nha các chị. À, da kỳ nhông là thuộc da độc lạ rất là đắt đỏ, nhưng mà phần này thì chỉ phối một cái phần nắp thôi, còn lại là da bò giùm em. Màu chủ đạo của nó là màu xám ghi giùm em ha. Nắp bị thư, phần bụng khá là to, đựng được vừa tất cả điện thoại ví tiền dài. Còn ngăn chính có khóa kéo gì không? Ngăn chính không có khóa kéo, bên trong lót là lót da luôn, khoen khóa của nó vàng ươm. À, dây của nó là dây zin của túi luôn nha các chị, có thể tăng đưa độ dài được. Rồi lên mã giùm chị, 290.000. Mã 9973290. Rồi em tiếp tục nha các chị ha. À, một cái chiếc da miếng, chiếc này thì nó theo phong cách boho ha. À, cái này mình đi biển mình mặc làm maxi hay maxi hay gì đó, da của nó là xài biết nào hư các chị. Nó là nguyên một miếng da, người ta cắt ra người ta không xử lý gì luôn ha, và mình sẽ thấy nó có những cái họa tiết dạng cổ điển ở phía trên túi nè, và cái miệng của nó dạng bất két, mình có thể mở ra tùy ý mình nha các chị ha. À, phiên bản dây của nó mình có thể tăng đưa độ dài được, hoặc là mình đeo vai, hoặc là mình xách tay kẹp nách gì đó tùy ý, nói chung là rất là dễ xài nha các chị. Form của nó cũng vừa chứ không quá to quá nhỏ. À, những cái họa tiết ở trên đây thì đường chỉ nó giống như là dạng handmade là tự làm á. Rồi lên mã giùm em sale 290 nè, mã 7616290. À, một cái chiếc vali mini, chiếc này mình đi du lịch nửa ngày, còn không mình đựng mỹ phẩm là quá chất giùm em hát, còn không thì các chị mà hay làm store mình chụp hình á, thì chiếc này mình thấy không, cái họa tiết của nó làm cái họa tiết sơn dầu rất là đẹp luôn ha, và cả hai mặt bốn mặt luôn nó đều có những cái họa tiết sơn. Tuy nhiên thì nó không có dây đeo chéo nha các chị. Dưới nó có bốn chấu, khoen khóa của nó thì vàng tinh tươm hết, và nó có hai hệ thống ngăn chính có khóa kéo luôn. Mình xách tay như thế này đựng mỹ phẩm là quá chất. Chiếc này thì hôm nay em sale lần đầu tiên với giá 290, hàng thương hiệu của Sonavi nè. Rồi lên mã giùm em, mã 7123290. Lần đầu tiên em sale với giá 290 chiếc túi này á các chị ha. Một cái đeo chéo da bò thật. À, khoen khóa nó màu vàng, có thể tăng đưa độ dài được giùm em nha, và nó có thêm một cái dây nữa là mình xách tay đeo kẹp nách ok. Ngăn chính thì nó sẽ không, nó có khóa kéo ngăn chính, và tuy nhiên nó có thêm một cái nút hít 500 luôn. Chất da của nó phủ một lớp bóng, nói chung là độ mới trên 85%, bên ngoài nó có thêm một cái ngăn nhỏ cho mình nữa nè. Cái màu của nó cũng khá là sang ha. Lên mã giùm em 290.000, mã 0038290. À,
em có một cái dây đeo chéo và kèm theo là dây xách tay, nó phiên bản 2 dây da bò dập vân cá sấu giùm em, khoen khóa màu trắng tinh cơm, phiên bản hình chữ nhật, có thể vừa tất cả điện thoại ví tiền dài, ngăn chính có khóa kéo. Rồi góc cạnh của nó là còn khá mới, rồi lên mã giùm em. Mã 7554290. Rồi cho các chị một chiếc này, thì nếu em nhớ không lầm thì đây là thương hiệu Anasui của Nhật, là thương hiệu khá là đắt đỏ ha. Mình sẽ thấy cái hình con bướm ở phía trên cái túi á, nó sẽ kèm theo cái tua rua. Dây đeo chéo thì nó khá ngắn, mình đeo vai đeo chéo đều được hết nha các chị. Nắp dạng nắp biệt thư, bên trong ngăn chính coi chị có khóa kéo không, da nó rất là chất luôn nè. Rồi ngăn chính không có khóa kéo, tuy nhiên là lót bên trong lót da giùm em luôn. Thương hiệu đến từ Nhật rất là nổi tiếng luôn, em sale 290. Rồi lên mã giùm em. Mã 0027290. 0027 giùm em. Em có một cái chiếc mẫu phông hộp màu sô-cô-la, nó có một cái nơ ở phía trước rất là nữ tính nha. Phiên bản dây xách tay đeo, phiên bản dây đeo vai đeo chéo, có thể tăng đưa độ dài được giùm em. Đeo chéo thì ngắn, tuy nhiên mình vẫn sử dụng đeo chéo được nha các chị ha. Góc cạnh của nó là cứng phơm, dạng mẫu công sở, cà phê cà phá ok. Ngăn chính thì coi chị có khóa kéo không? Ngăn chính không có khóa kéo, lót bên trong là lót da giùm em nè. Màu sô-cô-la rất là chất, độ mới trên 80%. Rồi lên mã giùm em 290.000. Em còn vài cái nữa là em mã hết. Mã 0001290. Em còn vài cái nữa là em kết thúc cái video nha các chị ha. Một chiếc lông, lông này là lông công nghiệp thôi, phối với da bò. Ngăn chính thì có khóa kéo, cái cỡ này thì đựng vừa tất cả điện thoại ví tiền. Cái màu chị nào mà thuộc dạng màu phơm, thích nữ tính hồng ha, là tính đồ màu hồng thì mình lấy chiếc này, cái màu của nó quá ngọt luôn. Cả hai mặt đều là lông phối với da bò thật, phiên bản xách tay như thế này. Rồi mình sẽ có bốn cháu ở phía dưới nha các chị. Ủa không có cháu à? Rồi không có. Da bò khá là mới nè. Rồi lên mã giùm em. Mã 7907290. Rồi một chiếc ni công sở, phơm của nó cũng khá là vuông và độ mới cao. Ở bên ngoài nó sẽ đính đá cho mình nha. Cái mặt trước nó sẽ là dập với quả tiết nổi trên nền 3D đó. Góc cạnh còn khá ok. Phiên bản này thì không có dây đeo chéo, mình chỉ là xách tay vậy thôi. Khoen khóa nó màu vàng, bên trong ngăn chính không có khóa kéo luôn, chỉ sử dụng nút vít 500. Độ mới thì chiếc túi này khá cao, mình đi công sở là vô tư. Lên mã giùm em. Mã 9977290. Rồi một chiếc xách tay màu trắng kem, mình sẽ là có ngăn chính có khóa kéo, đựng vừa tất cả điện thoại ví tiền dài giùm em nha. Tuy nhiên thì ở bên ngoài nó có một ngăn nhỏ nhỏ thôi, không có khóa kéo. Lót bên trong là lót vải, khoen khóa nó rất là đẹp, màu vàng giùm em. Rồi lên mã 290.000. Mã 7315290. Em có hai cái clutch nữa là em kết thúc video nha các chị nha. Cái hai cái clutch này thì nó có kích thước gần gần giống nhau. Một cái màu đỏ hàng Michael Kors của Mỹ nè, và một cái là chất da thật màu đen. Hai clutch này nó đều có dây đi kèm cho mình. Cái phiên bản đều là da thật toàn bộ, tuy nhiên hàng Michael Kors thì nó sẽ là da suốt của hãng nha các chị. Còn cái mẫu màu đen thì cái phơm của nó mềm dễ xài, nói chung tùy thích, mình thích thời trang thì mình lấy cái màu đỏ. Còn các anh mà mình thích mà gọi là đựng được nhiều đồ mà da mềm chất, để xe hơi xe máy gì đó, cấp xe gì đó thì mình lấy cái màu đen. Kích thước của nó là đựng vừa tất cả điện thoại với tiền vàng, ngang tầm khoảng 25 và cao lên tầm khoảng 20 nha các chị. Ngang chính đều có khóa kéo hết và có dây còn lết hết giùm em luôn. Rồi lên mã từng cái đi. Màu đen, mã màu đen 8646290, mã màu đen. Rồi màu đỏ Michael Kors của Mỹ. Rồi lên mã luôn. Không có mã gì. Rồi vậy lên giùm em mã là mã đỏ Mỹ đi. Mã đỏ Mỹ 290.000. Rồi em kết thúc video sale này. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi. Phí ship lần sau là 30.000, em không nhận đổi trả, không giữ hàng nha các chị. Cảm ơn bạn mẫu ạ.